Trên A trực tiếp em đóng, trên tầng mới lố xong. Đấy, giờ em sẽ đóng 50 tấm chân tầng, nhà em gói trong một thép báo nhé các bác nhá. Xong 50 tấm này. Tiếp nữa 50 tấm tiếp theo nhá. Đây nhá bác nhá, bác nhìn này. Chân tầng rất là ok đây, cuốn cho bác xem luôn này. Có dẻo không ạ? Đấy. Rất là dẻo nhá. Thời tiết hiện nay miền Bắc thì cũng vẫn còn khô hanh, nhưng mà chân tầng vẫn rất là dẻo. Và lỗ lăng rất là lét này. Rất là thơm mùi sáp nhá. Rất là thơm. Em đóng tiếp cho bác cho tròn 100 tấm. Để bác yên tâm, và các bác khác mà xem được video thì các bác có thể tham khảo. Với những cái tấm báo to như này thì tận dụng luôn. Không cần, mỗi cái nó có một cái cách gói khác nhau. Em lại gói một kiểu khác. Gập hai cái đường này trước này. Sau đó là các cái góc này, các bác gập xuống này. Đi làm video chân tầng này hướng dẫn cả các bác đi gói chân tầng luôn như này. Các bác làm muốn vào nghề làm chân tầng này lãi quá làm gì nữa. Em thì hơi vụng, đâm ra là gói nó cũng không được đẹp. Thì biết cách gói thôi. Thế nên là các bác mà thấy không đẹp thì các bác đừng chê nhé. Các bác nào mà có cái cách gói hay hơn, đẹp hơn thì có thể là chia sẻ với em xuống phần bình luận để em có thể là học hỏi thêm. Em vẫn còn rất là trẻ, nên ra là kinh nghiệm thì vẫn chưa có nhiều lắm đâu. Vẫn còn phải học hỏi các bác rất là nhiều, những người đi trước. Đây là cách gói thứ hai, tuy nó không đẹp nhưng mà gọi là biết cách gói.